mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của Yêu Công Nghệ. Lại là mình đây. Video hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người những loại lens mà mình thường dùng với điện thoại. Nói dễ hiểu thì lens là loại ống kính có kích thước dài ngón khác nhau. Mỗi loại lens thì sẽ có khả năng chụp được những bức ảnh riêng. Với việc tháo lắp những loại lens của máy ảnh chuyên nghiệp thì các bạn sẽ phải thực hiện tuần tự các thao tác, từ việc xoay đúng khớp và siết chặt nó thì với lens của điện thoại các bạn sẽ chỉ cần kẹp và cố định ống kính. Tất cả mọi thao tác đều được thu gọn rất nhiều. Cơ bản thì chúng ta có những cái loại ống kính khác nhau như là ống kính tele để zoom xa, ống kính wide để lấy góc rộng và ống kính macro để lấy cận, và còn rất nhiều những loại ống kính khác. Tùy theo từng sản phẩm thì combo của ống kính điện thoại sẽ cho ra những số lượng khác nhau, từ 2:1 đến 5:1. Đây là một số những sản phẩm mà mình đã trải nghiệm cùng với điện thoại. Các bạn có thể tham khảo link mà mình để ở phía dưới. Đây là hai sản phẩm của Lê Quy. Hai sản phẩm này thì có công dụng giống nhau là đều cho ra những hình ảnh chụp với góc rộng và macro. Thì nhưng mà có sự khác biệt đó chính là với Lê Quy 027 thì chỉ nhân 0,45 lần thôi, còn Lê Quy 025 thì sẽ cho ra hình ảnh nhân đến 0,6 lần. Lê Quy 025 này thì nó có một lớp tráng phủ thì nó sẽ xử lý quang sai và nó sẽ cho ra ảnh tốt hơn. Với ống kính macro để sử dụng cho việc chụp cận, đa phần người dùng sẽ ưu chuộng loại lens này vì nó là một công cụ hoàn hảo nhất để ghi lại chi tiết vật thể mà mình muốn quay và chụp. Như các bạn đã thấy, có một lớp coating màu xanh rất là đẹp ở đây. Sản phẩm này nó có hai thấu kính như thế này. Khi mà để riêng ra thì các bạn sẽ chỉ sử dụng với macro được thôi. Còn nếu như mà các bạn muốn chụp với góc rộng thì các bạn sẽ lắp vào như thế này. Nó rất là tiện lợi. Với con Lê Quy 027 thì nó khác mỗi cái là cái ống góc rộng của nó chỉ nhân 0,45 lần, còn lại là công dụng và cách sử dụng của nó đều như nhau. Đây là sản phẩm 2:1 của Funipika với hai công dụng, đó chính là lens macro và lens wide. Đây là lens macro. Và đây là lens wide. Đây cũng là một sản phẩm của Funipika nhưng có 3 công dụng. Đó chính là lens wide, lens macro và một lens nữa đó chính là lens fish eye. Và đây là một chiếc ống tele dành cho điện thoại. Với ống kính tele, đúng như tên gọi, ống kính dạng này sẽ giúp người dùng tăng tiêu cự của camera. Từ đó, smartphone có khả năng chụp các vật thể ở xa hơn. Tùy vào lens, hiện tại trên thị trường có những loại cho khả năng zoom từ 2 lần đến 15 lần. Đây là một sản phẩm khác của Lê Quy, gồm có 5 chức năng. Sản phẩm 5:1 của Lê Quy gồm có 3 ống kính là macro, wide và fish eye. Ngoài ra gồm có 2 filter ở phía dưới nữa. Đây là 2 filter trong bộ sản phẩm 5:1 của Lê Quy. Như các bạn thấy là filter CPL thì nó sẽ tối hơn so với filter star bình thường. Và cái filter CPL này các bạn sẽ dùng để khi mà các bạn chụp một cái vật thể mà ánh sáng của nó chiếu vào và nó bị có những cái bóng, thì cái filter CPL này nó sẽ khử bóng cho các bạn. Còn với filter star thì các bạn sẽ chụp những cái ánh sáng và nó sẽ tạo cho các bạn những hiệu ứng hình ngôi sao. Còn một số lưu ý nữa khi các bạn sử dụng ống kính cho điện thoại, đó chính là các bạn không nên sử dụng ốp và nên điều chỉnh sao cho ống kính phải nằm chính giữa camera, và camera của bạn phải xếp theo tỷ lệ khung hình là 4:3 thì sẽ cho ra được những hình ảnh tốt nhất.
Theo cảm nhận của mình thì sử dụng ống kính điện thoại là một sự lựa chọn đúng đắn. Cá nhân mình thích chốt những hình ảnh đẹp và không phải lúc nào mình có thể mang được những chiếc máy ảnh cồng kềnh ở bên cạnh, còn chiếc smartphone thì luôn luôn ở bên cạnh mình. Vì thế nên ống kính máy ảnh nó đáp ứng đủ những tiêu chí nhanh gọn và tiện lợi giúp ích cho mình rất nhiều. Còn các bạn thì sao? Nếu như các bạn cũng có cùng sở thích với mình thì hãy like và subscribe kênh YouTube của Yêu Công Nghệ để đón chờ những video review sắp tới của mình. Hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!